Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm soát chặt giá vé máy bay. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành kiểm soát chặt giá vé máy bay, các hãng hàng không thực hiện giải giá vé linh hoạt, tiếp tục có chính sách ưu đãi về giá trên đường bay nội địa, phù hợp với nhu cầu của người dân và các chương trình du lịch lễ hội lớn, chủ động thực hiện kế hoạch bổ sung thêm tàu bay để tăng tải cung ứng phục vụ trong giai đoạn cao điểm, bố trí các giờ bay đêm để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.